chào quý vị và các bạn, chúng ta đang theo dõi những hình ảnh từ sân vận động Thống Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là trận tranh Siêu Cúp Quốc gia Thaco 2019 giữa đội đương kim vô địch V-League là câu lạc bộ bóng đá Hà Nội và đội xếp ở vị trí Á quân. Trận đấu lượt về mùa giải trước, trận đấu rất hay giữa hai đội thì ông Nguyễn Duy Lân cũng là người đã bắt chính cuộc so tài giữa hai đội và ông vừa nổi coi để mở màn cho trận tranh Siêu Cúp. Trong hiệp đấu đầu tiên, câu lạc bộ đá Thành phố Hồ Chí Minh với trang phục áo đỏ bảo vệ cầu môn ở bên phía tay trái màn ảnh của chúng ta. Bóng đường mở cho cầu thủ áo số 15 Phạm Đức Huy. Đức Huy vừa xuất hiện ở một vị trí tương đối bất ngờ. Anh đá check ở bên phía cánh trái. Đường chuyền của Phi Sơn cho Công Phượng. Phi Sơn dứt điểm. Quả đá phạt góc cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Rất nhiều người cho rằng đây là lúc mà Phi Sơn đang đạt đến độ chín của sự nghiệp và xử lý tự tin, và cánh chân của Thành Trung đã khiến cho cú đá vừa rồi của Phi Sơn không thành công. Phạm Công Hiển là một trong những cầu thủ đã đá rất tốt trước câu lạc bộ Hà Nội ở lượt về của mùa trước. Văn Quyết không được. Tôi cho rằng tình huống vừa rồi thì ý đồ của Văn Quyết và Pape Omar là rất tốt, nhưng nhịp độ đã hơi bị chậm. Nếu như làm cú nhả bóng sớm hơn của Văn Quyết để Pape Omar băng xuống thì Bùi Tiến Dũng đã có thể phải đối mặt với một thách thức lớn hơn. Chậm một nhịp thôi thì mọi thứ đã không còn trong tầm kiểm soát và Bùi Tiến Dũng lúc đó mới là người chủ động. Như vậy là lưới của Văn Công đã rung lên. Chúng ta đang theo dõi lại tình huống làm chậm pha tấn công của câu lạc bộ Hà Nội thì câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh đã mở tỷ số trận đấu. Có vẻ như người ghi bàn là Phi Sơn. Bebeto với những hình ảnh ăn mừng mà chúng ta thấy ở World Cup năm 1994 đã tạo ra một trào lưu ăn mừng du con rất hay. Và năm nay thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tương đối chỉn chu trong việc tập những tình huống ăn mừng. Họ ăn mừng ấn tượng nhưng có lẽ cái cách mà câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mở tỷ số còn ấn tượng hơn. Chúng ta vẫn đang nóng lòng để theo dõi tình huống mở tỷ số. Không biết có phải của Công Phượng không? Đây rồi. Pha ghi bàn có lẽ là của Công Phượng. Cú đá rất bất ngờ. Bóng đi khó chịu là mặt cỏ. Có lẽ Văn Công cũng không nghĩ là số 21 của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh lại thực hiện cú ra chân trong tình huống vừa rồi. Câu lạc bộ Hà Nội đã từng ghi những bàn thắng rất hay từ những quả đá phạt góc. Dứt điểm. Cú ra chân của Moses Soloya. Cú đá rất căng và chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Rất đúng bài, Moses Soloya chờ đợi ở phía ngoài, chờ bóng bật ra và thực hiện một cú quăng chân. Nếu bóng đi chính xác thì có lẽ rất khó để Bùi Tiến Dũng có thể ngăn cản. Chọn vị trí tốt. Phi Sơn. Vẫn đang là Phi Sơn, dứt điểm. Bóng bật ra, Công Phượng băng vào nhưng Văn Công đã chơi tập trung. Phi Sơn quyết định dứt điểm ngay mà không chuyền bóng cho Ngô Tùng Quốc. Đó là một quyết định chúng tôi cho rằng là hợp lý. Khoảng trống đủ để Phi Sơn thực hiện cú ra chân. Pha bóng này Phi Sơn dứt điểm và chúng ta quan sát sẽ thấy Thành Trung vẫn đang là người năng nổ nhất trong hệ thống phòng ngự với một nỗ lực ngăn cản cú đá của Phi Sơn. nghiêng về câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với pha ghi bàn ở phút 19 của Công Phượng. Văn Quyết rất cảm giác. Bàn thắng đã đến với câu lạc bộ Hà Nội. Đường truyền rất có cảm giác của Văn Quyết và có thể người ghi bàn là Hùng Dũng. Pha bóng này tương đối giống với tình huống mà câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh đã để cho Hougang United rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Tình huống chuyền bóng cực kỳ có cảm giác. Có vẻ như đó là một tình huống đá phạt. Người chạm bóng cuối cùng rất có thể là Công Thành. Hùng Dũng. Vẫn là Hùng Dũng. Không được. Bàn thắng thứ hai đã đến với câu lạc bộ Hà Nội và đó là Pape Omar. Pha bắt bóng không dính của Bùi Tiến Dũng. Và Pape Omar có thể nói là đã nhanh như điện. Giống với những gì diễn ra trong trận đấu lượt về mùa giải trước, câu lạc bộ Bùi Tiến Dũng không thể bắt gọn bóng và chỉ chờ có thế thôi. Pape Omar, một trong hai cầu thủ. Phi Sơn không vào. Văn Công đã chơi tập trung. Phi Sơn quyết định đá thẳng. Anh Trung cho rằng mình đã bị phạm lỗi. Chúng ta cùng theo dõi lại cú đá khó chịu của Phi Sơn. Văn Công đã chơi rất tập trung ở tình huống này. Bây giờ thì Quang Hải sẽ vào sân. Người rời sân là Văn Kiên. Tương đối bất ngờ khi huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm thay một cầu thủ tấn công bằng một sẽ vẫn đá trên sân không khán giả. Pape Omar. Diakite theo rất sát. Pape Omar không thể dứt điểm và nỗ lực căng ngang sau đó không thành công khi mà Nguyễn Hữu Tuấn đã kịp thời giải nguy. Quả chuyền bóng rất hay của Hùng Dũng, đầy cảm giác. Nếu như theo sát với Pape Omar trong tình huống này là một trung vệ nội thì có lẽ là rất khó khăn. Tốc độ tuyệt vời của Văn Xuân. Vẫn là Văn Xuân, không vào. Bùi Tiến Dũng đã ngăn cản được cú đá của hậu vệ trái bên phía câu lạc bộ Hà Nội. Mùa trước thì anh chơi cho câu lạc bộ Phú Yên. Chúng ta đang theo dõi lại màn tăng tốc rất ấn tượng của Văn Xuân. Có lẽ những phẩm chất như vậy giúp cho Văn Xuân đang có lợi thế trước Văn Dũng ở vị trí hậu vệ trái của câu lạc bộ Hà Nội. Và cho đến này thì số 45 Lê Văn Xuân. Vẫn là Văn Quyết. Hùng Dũng. Pape Omar, cú đá quá hiền. Như vậy trong tay Duy Lân đã nổi còi kết thúc trận tranh siêu cúp Thaco 2019 giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Hà Nội. Một khoảnh khắc tỏa sáng của Công Phượng là không đủ để giúp cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có được danh hiệu siêu cúp đầu tiên, khi mà sự già dơ chất lượng đội hình vẫn giúp cho câu lạc bộ bóng đá Hà Nội thể hiện vị thế của mình. Dù họ đã để đối phương dẫn trước và dù đã sớm mất Duy Mạnh vì chấn thương. Những gì hay nhất của trận tranh siêu cúp này có lẽ đã nằm ở hiệp đấu đầu tiên rồi. Và không có một kịch bản giống như trận đấu lượt về của V-League mùa giải trước. Câu lạc bộ Hà Nội đã bảo vệ thành công chức vô địch của mình.